Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game đó chính là Free Fire nha các bạn. Thì mình sẽ vô đấu đơn. Ok, mình sẽ đợi đến khi nào có người vô chơi thì mình mới vô chơi được. Ok, đã có người chơi rồi nha các bạn. Ok. Ok, đã vào nha các bạn. Mình sẽ đợi cho nó vào để bắt đầu chiến đấu. Cái tựa game này là đấu sinh tồn các bạn. Game này có tựa với cái game gọi là cái gì đó mình cũng không nhớ nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi. Cái game này thì dịch ra tiếng Việt nó có tên là Lửa Miễn Phí. Mình chả biết cái tên sao, cái tên Trung Quốc gì luôn. Cái tên mà chả có ý nghĩa gì hết. Ok, mình đang vào chơi nha các bạn. Tù con thằng bố láo nhỉ, mày chết đi con bố láo. Với bố hả, bắn thì không trúng mà lạc bắn hả cu. Nhà gì đâu mà chả có cái gì hết. Qua nhà khác.
chạy lên ra khỏi vùng đồng bóng lên, ra khỏi vùng đồng bóng lên, chạy. Còn 15 thằng. Đây một thằng thằng à. Đi theo.
này double ngu. Tài xuống của bắp bắn ăn nè con, tài xuống của bắp đã bắn con. Ê, cái gì vậy? Rồi xong. Ok, đứng hàng 17 giết hai thằng cũng được rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn những video sau.